Trong video trước thì Hoàng Sơn có chia sẻ mình cách để chọn một số dòng máy massage xương điện. Còn hôm nay mình sẽ hướng dẫn cả nhà mình cách sử dụng dòng máy hút cơ hộ ha. Đối với cả nhà mình, nếu mà mình chưa xài lần nào thì mình có thể xem video này. Còn nếu mà mình muốn tham khảo các dòng máy này thì xem lại video trước cả nhà ha. Rồi bây giờ mình sẽ khui ra. Thì hút cơ hộ là có hai dòng máy, đó là có nhiều dòng máy nha. Những model cũ thì mình không có nói rồi. Còn hiện tại thì có cái dòng máy là xài bằng pin và xài bằng pin sạc. Nhưng mà Hoàng Sơn nghĩ bà con mình nên xài cái pin thường. Đây cái pin sạc á, nó mắc hơn có xíu à, nhưng mà sau khi mà mình hết pin á, mình phải sạc, mình phải canh rất là cần. Và sau khi mình sạc nhiều lần như vậy đó thì cái cục pin nó sẽ hư, mình sẽ mua một biểu pin sạc khác, tốn rất là nhiều tiền, tới 100 mấy chục ngàn đó. Trong khi đó mình cứ mua cái pin thường thì mình sẽ dễ mua hơn. Đây là phiếu bảo hành 3 năm cả nhà ha, 1 ở 1 luôn nè. Rồi ở đây thì có hình hướng dẫn cái cách cắm rất là dễ, nhưng mà Hoàng Sơn quay video cho cả nhà mình tham khảo. Và sau khi mà mình xài dơ, mình có thể xịt cái miếng dán này nè, làm sạch miếng dán. Và đây là đĩa hướng dẫn sử dụng luôn. Đốc cơ hồ thì là cái dòng máy sử dụng chức năng khá là đơn giản và được quảng cáo rất là nhiều trên TV, nên là bà con mình cũng quen thuộc rồi. Còn như dòng máy ông Rong bên đây á, thì chuyên về các thiết bị y tế gia đình á, thì về máy móc thì Hoàng Sơn nghĩ là nó rất là hay, đa chức năng đó. Nhưng mà ít được nhiều người biết đến, tại vì biết đến nhiều về nước áp thôi đó. Còn trong cơ hồ thì nó đơn giản lắm, nó không có nhiều chức năng như bên đây đâu đó. Đơn giản chỉ là chức năng A, B, C và thời gian 10 phút, 20 phút, 40 phút vậy thôi. Và bên đây là chỉnh cường độ mạnh yếu khác ha. Thì đốc cơ hồ cũng như cái dòng máy bên ông Rong là mình không có xài cái cục biến điện ở ngoài hay là sạc trực tiếp như đây nha. Tại vì đối với những dòng máy Trung Quốc thì mình có một cái cục biến điện mà họ cho theo rất là rẻ, mình cắm điện vào lưới nhà và mình xài thì cái đó rất là nguy hiểm. Còn Sơn khuyên cả nhà mình nếu mà có mua cái dòng máy Trung Quốc rồi thì không nên xài như vậy, mà mình chỉ xài pin thôi. Cái massage chân, bàn chân, và nó có hai cái cổng mở rộng nè. Một cái là mình có thể một cặp dán ở trên vai, và một cặp dán nữa mình có thể là ở chân hoặc là ở bàn chân cả nhà ha. Đốc cơ hồ thì Hoàng Sơn rất là thích ở chỗ này, phụ kiện đi theo rất là nhiều, bù lại thì giá thành lại cao cả nhà ha. Đó. Ở đây mình có nè, một chưa cắm nè, hai cặp chưa cắm nè. Rồi ở đây mình có rất là nhiều miếng dán luôn, ba cặp chưa cắm. Rồi mình có 3 cái miếng dán, 4 miếng dán nhỏ, một cái miếng dán rất là lớn và một cái bộ chân bằng chân. Và đây là cái dung dịch để mình làm sạch cái miếng dán. Rồi đi theo mình có pin và một cái túi đựng ở nhà ha. Rồi bây giờ Hoàng Sơn sẽ thử nha. Mình có pin thử ở đây, mình mở nắp pin ra. Rồi cả nhà sau khi mua pin á, thì mua pin tốt chút nha, pin khô mình để xài được lâu, và mình để lâu nó sẽ không có bị chảy pin hư máy. Còn nếu pin rẻ tiền thì mình xài xong mình nên lấy ra đó, hoặc là mình xài thường xuyên thì mình cũng có thể kiểm tra được. Chứ nhiều khi mình ít xài á, mà xài pin rẻ tiền nó chảy pin hư máy rất là tiếc cả nhà ha. Đó, đây là pin đầu cộng đầu trừ. Rồi để nó pin lại. Rồi trước khi xài đó, cả nhà mình lên làm sạch, mình nên làm sạch cái chỗ mà mình cần dán để sau này á mình có thể sử dụng được cái miếng dán nhiều lần. Rồi mình lọt miếng dán ra nè, cả nhà. Đầu tiên mình cắm pin vô, mình xài cùng lúc là phải 2 miếng dán nha. Mình xài cùng một lúc 2 miếng dán, mà cái loại này thì nó có thể sử dụng cùng lúc tới 4 miếng dán luôn nè, tại vì nó có 2 chui. Rồi mình cắm vào, sau đó mình lọt ra. Ví dụ mình massage bàn tay thì mình dán đây miếng, rồi dán bên kia miếng, lọt ra. Đây mình dán ở bên đây miếng, thì mình phải có 2 cái đầu cộng đầu trừ thì nó mới massage được. Rồi sau đó mình chỉnh cái mở máy nè, đó là nó đang ở chế độ 10 phút nè, và chế độ A ha. Rồi mình có thể chỉnh chế độ B hoặc là chế độ C, hoặc là mình tăng thời gian lên thì sau 30 phút thì nó sẽ dừng. Sau đó mình sẽ chỉnh cường độ mạnh yếu ở chỗ này đó, nó sẽ kích thích cái tay mình sẽ bị rung đó. Thì khi mà mình bị đau nhức hoặc là mình chưa quen thì mình dính nhỏ thôi. Khi mình bị đau nhức hoặc là máu huyết không lưu thông á, nó sẽ đau, hoặc là mình bị co cơ co thắt á, mình có thể dùng mấy cái này hoặc là massage thư giãn
Thì cái cách này khá đơn giản cả nhà ha. Mình có thể dán hai miếng dán lớn ở trên vai hoặc là ở thắt lưng nè, hoặc là mình vừa massage trên tay vừa massage chân được, hoặc là vừa massage vai vừa massage bằng chân được đó. Thì cái này bà con Việt kiều mình ở nước ngoài thì xài rất là nhiều. Cái dòng đất tơ hồn này hồi xưa xuất phát từ Canada đó, thì sau này thì nhà máy lắp đặt tại Trung Quốc cả nhà ha. Đó, cái này của thương hiệu đất tơ hồn chính hãng đó, còn hàng giả hàng nhái thì Hoàng Sơn không có bàn tới. Cái này mình được bảo hành 3 năm 1-1 luôn, nên là em thấy lúc trước khách hàng mình hay ở nước ngoài về đó là mua chỗ Hoàng Sơn vài cái, sau đó mình bỏ vào hộp đi để sắp cho gọn á, mình mang cái này qua cho người thân đó. Chia sẻ cả nhà mình về thông tin ha. Cách xài rất là đơn giản, phụ kiện thì cũng có gắn đầy đủ. Cái này dễ xài, gọn nhẹ và rất là nhiều phụ kiện. Rồi hôm nay Hoàng Sơn chia sẻ cả nhà mình về thông tin cách sử dụng đơn giản dòng máy Dr. Hồ. Cả nhà mình có quan tâm thêm các thiết bị y tế như máy đo huyết áp, máy đo đường huyết, máy trợ thính và những dòng máy khác, rồi là cách sửa chữa, khắc phục lỗi tại nhà, cả nhà mình có thể xem thêm trên kênh Sức Khỏe 60 Giây. Rồi chào tạm biệt bà con, hẹn gặp lại.